Rồi mình chào các bạn nha. Thì đây là cái con tôm gót của mình đó bạn, con mà bữa cháu mình nó tặng cho mình các bạn. Thì lúc trước nó bị gãy hết một cái càng các bạn, thì hôm nay nó đã lột xác các bạn, nó một xác hôm bữa kia để mọc lại được cái càng đó các bạn thấy không đó. Nhưng mà cái càng nó thì không được to bạn, một cái càng to càng nhỏ bạn đó, bạn thấy không? Thì hôm nay nó cũng to hơn hôm bữa rồi, to hơn bữa chút xíu. Đó, thì bữa mình cũng tìm hiểu thì nó là cái con cái các bạn, nó con cái đó, thì mình cũng mới vừa mua về một con đực nữa đó các bạn. Đây nè con đực nè, đó, con đực đang nằm đây đó các bạn. Để chút xíu mình chọc nó ra cho các bạn xem. À, con đực đó, thì con đực thì mình mua thì nó nhỏ hơn, nhỏ hơn chút xíu đó. Để đèn đói quá để mình cho nó ăn cái đó, nó ăn các bạn thấy không đó. Thì cái con tôm gót này, tôm cái này nó chưa có lên màu các bạn đó. Thì em mình tìm hiểu thì mỗi lần lột xác thì nó lên màu được một chút các bạn đó, nhưng mà tới nay thì mình chưa thấy nó lên màu nè, nó vẫn còn màu trắng nữa các bạn đó. Còn tôm đực này bên kia đây, để mình dụ nó, mình cho nó ăn cái mình dụ nó là nó cử động các bạn. Không biết nó có ăn không, tại vì mình mới mua nó về các bạn. Đó đó, mình để cái miếng thức ăn vậy đó, nó ăn không? Nó không chịu ăn các bạn. Đó, con tôm cái để nó ăn ăn nè. Thằng tôm được mình mới mua về. Đó thì mình nó chưa, nó còn nhét sao nó không ăn bạn. Đó bạn thấy con tôm được không? Đó, màu sắc đó nè. Nó đã lên màu nè các bạn, thấy không? Đó. Mà nó nhỏ hơn con tôm cái chút xíu. Đó, nhưng mà không sao bạn, nó sẽ lột xác vài lần rồi nó sẽ bự thôi. Thôi còn con tôm cái thì bữa đó lột xác thì nó mọc lại càng, nhưng mà râu của nó thấy bạn, bạn thấy râu nó không, nó mọc lại mới có chút xíu à, nó râu nó chưa mọc dài bạn, chủ nó ăn lẹ ghê luôn bạn thấy không. Khi miếng tôm bự nãy nó ăn còn mới đây gần hết rồi bạn thấy không, nó miệng nó ăn lẹ ghê luôn bạn. Đó, còn đây cái miếng tôm này là của con tôm đực này, nó chưa chịu ăn nữa bạn, bên nó mới về nó lạ hay sao. Ủa con kia nó dữ không các bạn, con tôm cá nó dữ ghê luôn các bạn, nó dành luôn, cái nó ăn luôn các bạn, dành ăn các bạn. Do con tôm cá nó bự hơn con tôm đực chút xíu đó, mà màu sắc thì cứ con tôm đực cái đẹp hơn đó. Con tôm này đực này mình mới mua về là 100k nha các bạn đó, 100k thì nó đã lên màu rồi đó. Còn con tôm cái thì mình chưa thấy nó lên màu nè, vậy có màu trắng nè bạn thấy không đó. Nay mình cho nó qua cái hầu kính nè, nó ở trong hầu kính. Bữa là mình nuôi chung với lại mấy cái con volcano các bạn đó, nhưng mà mình sợ nó lai giống được các bạn, nên mình bắt riêng nó ra đó, bắt riêng ra trên hồi kính đó nè đó, với mình bỏ rong luôn nè đó. Thì hôm nay mình cũng mới vừa mua về cái con tôm đực để mình phối giống, mình cho nó sinh sản các bạn đó, nó dành luôn cái miếng tôm của con kia nó ăn luôn các bạn thấy không? Con này háo ăn ghê luôn các bạn đó. Chút xíu nó chắc mình cái con tôm đực nó quen rồi, nó quen mình mới cho nó ăn các bạn, tại nó cũng mới về các bạn đó. Nãy đây mình gấp quá, mình sợ nó bị nắng, nó bị sốc nước rồi sốc nhiệt các bạn, sợ nó nóng các bạn, tại mình cũng nôn nóng quá, mình thả vô hồ luôn đó. Mình nãy mình có quay cho bạn xem đó các bạn thấy không, nó lột xác rồi, nhưng mà mấy cái râu nó mọc thì ra chưa có dài các bạn đó, những cái râu nhỏ nhỏ nó mới nhú nhú ra bạn thấy không đó. Còn cái càng thì mọc lại rồi nè, hôm bữa là có một cái càng thôi đó, lúc mà cháu mình nó đưa cho mình nuôi là có một cái càng thôi đó, nay nó mọc lại được cái càng, nhưng mà cái càng nó mọc lại thì nó không có được to mà nó nhỏ lắm. Thôi giờ mà các bạn thấy những cái càng nhỏ nhỏ nữa các bạn đó, đó bạn thấy không, càng nhỏ để nó gấp thức ăn nữa các bạn đó, chân nè đó. Con tôm này thì màu trắng đó, chưa có màu thôi. Còn cái con tôm đực thì có màu rồi, nhưng mà nó chưa chịu ăn các bạn, tại nó mới về nó hơi nhát. Đó, để mình nuôi và chăm sóc vài bữa, một hai bữa là nó sẽ chịu ăn đó các bạn. Trước mình mua mấy con tôm kia về cũng vậy, mấy ngày đầu nó không chịu ăn các bạn. Nó nhiều khi nó lạ chỗ á, rồi bỏ vô hai miếng con là dành ăn hết luôn à. Đó bạn thấy nó đang ăn không? Con tôm đực thì nhìn cũng đẹp lắm các bạn, tại nó đang nhát các bạn. Rồi, nó đây nè. Nên nhiều vụ nó đó nha. Đó bạn thấy không? Càng nó đẹp ghê chứ các bạn. Đó cái đầu của nó nè. Đó để mình lấy nét xét cho nó gọi gọi chút nha các bạn.
Đó bạn thấy không? Màu nè. Đó, lưng nó có xanh xanh rồi nâu nâu nữa bạn. Đó, nó còn lên màu nữa nha bạn. Đây, mỗi lần nó lột xác là mỗi lần nó lên màu bạn. Đó, mình cũng theo mình tìm hiểu mình hỏi được các bạn. Đó, nói gì mình hỏi sư hổ mà bán con tôm tôm gót này nè. Đó, người ta nói là mỗi lần lột xác thì nó lên màu được một chút các bạn ha. Đó, còn cái con cái của mình thì nó lột rồi mà nó không, chưa nó lên vẫn chưa lên màu nè. Đó. Đó bạn thấy không? Chưa có miếng màu nữa. Chỉ có màu trắng các bạn. Đó, nó không phải giống như con tôm đực nhìn đẹp hơn. Cài thử đây mình coi coi thử coi nó sẽ lột xác thêm vài lần nữa coi nó có đổi màu không nha các bạn, nó có lên màu hay không hả các bạn ha. Wow, nhưng mới đây nó ăn hết luôn 2 miếng tôm nữa các bạn, con này ăn dữ ghê chứ. Nó ăn để nó bổ sung cái chất để nó mới vừa phục hồi được cái càng các bạn. Nó ăn ghê thì nó con tinh đực nè. Đó bạn thấy không? Khá đẹp luôn các bạn thấy không? Đó, nhưng mà cái càng nó không có bự, nó càng nó không có bự mà cái càng nó to giống như mấy con volcano các bạn. Mấy con volcano của mình này bữa bữa nay thì nó cũng lột xác, con lột xác cũng to lắm rồi. Đó, nhưng mà để mình để nó lột xác nhiều quá to rồi mốt mốt mình sẽ cập nhật cái bài volcano cho bạn xem. Còn hôm nay mình chỉ quay mấy con tôm gót của mình thôi. Đó. Đó, với lại là con tôm gót này bữa nó bị gãy càng thì hôm nay nó mọc đầy cái càng. Đó, mình cũng mừng mình cũng quay lại cho bạn xem. Đó, bạn thấy không? Đây miếng tôm ăn chưa chưa hết rồi. Còn đang ăn kìa. Đó. Hồ nuôi 2 con nhìn nó đẹp hơn các bạn ha. Nó nuôi 1 cặp nhìn nó đẹp hơn. Nó có đực có cái. Nhìn nó đẹp hơn. Đó, mình cũng bỏ oxy nha các bạn. Tại vì mình mở cái máy oxy lên nó ồ ồ nghe trong cái video khó chịu lắm các bạn. Đó, với lại máy bay đang bay ngang mình xin ngưng xíu nha các bạn. Đó thì nhà mình ngay cái lằn máy bay các bạn, mỗi lần máy bay bay ngang đó thì nó ồn lắm, khó chịu lắm các bạn. Đó thì thôi mình để mình chiếu một cái đoạn video ngắn ha. Đây, lúc mà cái con tôm này mình nhận về các bạn nó bị gãy một cái càng á đó. Đó, như vậy với những bạn mà chưa có xem á, chưa biết gì con tôm thì lúc mình mới nhận về các bạn để các bạn biết ha, lúc mà nó bị gãy hết một cái càng á, với lại cái bị cục hết râu các bạn, nhìn lúc đó nhìn tội lắm ha. Để mình chiếu cho bạn xem ha. Đó. Đó các bạn thấy không? Lúc mà mình mới vừa nhận nó về các bạn thấy không? Đó, những cái càng nó bị gãy hết một cái các bạn, với lại cái râu của nó bị cục hết á. Lúc đó nhìn rất là tội luôn các bạn. Đó, do cháu mình nó không biết cách nó nuôi chăm sóc á, sao để sao mà lúc trước nó cũng mua 2 con. Đó mà sao nó để chết thành con với 1 con thì bị gãy càng. Đó thì nó mới đưa cho mình nuôi. Đó thì đến hôm nay thì mình nuôi thì nó đã lột xác nó mọc lại cái càng à, các bạn ha. Đó râu thì cũng mọc lại được chút chút. Đó bạn thấy không? Những cái râu nè nó chưa có dài, chắc mình nghĩ nó lột xác chừng vài lần nữa thì cái râu sẽ dài là bình thường nha các bạn. Đó đây là con tôm cái ha. Đó còn cái ngon kia là con đực mình mới mua về. Đó bạn thấy không? Đực thì màu sắc thì nó đẹp hơn. Đó. Nhưng mà nó chưa chịu ăn các bạn. Chắc là mình nghĩ chắc còn nhét. À, chút xíu nữa mình cho nó quen với lại cái môi trường mới đi. À, mình sẽ cho nó ăn. Đó bạn thấy cái màu nó không? Đẹp phải chưa? Đủ màu sắc các bạn. Đó thì nãy giờ mình cũng quên để ý nữa các bạn, cái con tôm đực này thì một bên râu nó dài nữa các bạn. Đó, một bên thì râu nó bị ngắn. Đó, râu nó không đều các bạn. Chắc mình nghĩ là do nó cắn lộn ở cái chỗ mà mình mua các bạn. Đó, mình mua trên 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 Facebook các bạn. Đó, trên hội tôm kiển á, đó, người ta có bán. Đó, chỉ trước khi mình mua mình cũng hỏi, mình hỏi về cái dòng này nhiều. Đó, mình tham khảo được các bạn, mình mới mua các bạn. Đó thì mình mới biết là cái con tôm này nó
nó lột xác thì nó mới lên màu từ từ các bạn. Đó, chứ để bình thường thì nó lâu lên màu các bạn, nó phải lột xác nó mới lên màu. Đó, bạn thấy con tôm đực thì nó cũng khá là lanh nè, nhưng mà nó chưa chịu ăn. Đó, còn tôm cái nó dành ăn, nó dành hết cái miếng tôm của con tôm đực hồi nãy luôn các bạn, ăn chưa hết nữa, đang nhơ. Đó, khá đẹp luôn ha các bạn ha. Đó là thì cái video hôm nay ha. Đó là mình thấy cái con tôm mà mình nhận nuôi từ cháu mình các bạn, nó bị trước nó bị gãy cái càng á, nó bị mọc lại một cái càng. Đó thì mình cũng rất là mừng. Đó, mình quay lại cho bạn xem. À, với lại mình mua về thêm một con tôm đực để mình cho nó sinh sản, nó phối giống sinh sản bạn. Đó đây tôm đực đây. Đó thì để sau này có mấy những con tôm này nó có sinh sản hay là nó có trứng gom trứng nữa bạn. Đó thì mình sẽ cập nhật cho bạn xem ha. Đó thì thôi để mình để có hai con tôm này nó làm quen với nhau đi ha, mình không có làm phiền nữa. Đó thì mình xin kết thúc video tại đây nha các bạn. À, mình cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Các bạn có video thấy hay thì cho một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi tiếp những video của mình nha các bạn. Mình tạm biệt các bạn nha.